À, cái con mất dạy kia dám đái vào diều. Sợ đường chạy nó ngắn quá nhỉ. Bây giờ sẽ cho con diều ấy lên nhá các bạn nhá. Ôi giời, không biết con này đường chạy ngắn thế này liệu có lên được không. Gió rồi đấy ạ. Cứ căng là lên thôi. Sao nó lại hơi đau đảo. Hơi đau đảo rồi. Con này cánh mềm nha các bạn, nhìn là cánh nó rất là mềm. Cổng 2 nhưng mà lên nghe âm là không rõ âm. Thôi xong rồi. Xuống bưởi rồi. Xuống bưởi cái rồi. Đấy, đỗ đẹp luôn. Hạ cánh. Hỏng bối cả. Vườn nhà ai đấy anh? À. Ném đi em đỡ cho. Thôi con này chắc là đem về để lôi con to hơn tí ra thả vậy. Con này nó ấy quá, lên nó tiếng ngâm nó không to lắm. Giờ sẽ lấy con khác vậy. Để tạo nó ở đây. Dây vẫn dây này thôi đúng không? Vẫn dùng dây này đúng không? Phát xuống xuống ngọn bưởi. Ôi sorry anh em, vì cái đợt này là mình không ra được nhiều cái video về diều cho anh em, tại vì đợt dưới mình nó đang nhiều thứ nó ấy quá. Mấy cả thứ hai là công việc đợt này của mình nó bận quá nên là mình không làm được. Ok các bạn, đợt này thì mình sẽ cố gắng đi quay nhiều hơn cho các bạn xem nhá. Ok nhá, giờ sẽ đổi sang con này nhá. Đổi sang con hơn 3 mét nhá. Đây. Chuông. Con kia nghe nó kêu âm nó bé quá nên ạ. Thôi chuyển ra con này thôi. Có phải lên trên mái thả không anh? Phi mẹ trên mái thả cũng được. Đây phát lên ngay này. Lên không? Con kia to hơn con này nhỉ? 3m2, con kia 4 mét không? Con kia 3m6. 3m6. Ok. Thả con cam này lên vậy. Màu này đẹp nhờ. Màu nhìn rất là nổi luôn. Chờ gió đi tí. Đang gió đang yếu. Con này thì lên khả năng cao, lên cao hơn con kia. Con kia nó bé thôi nhưng mà nó sẽ ấy hơn, thả khó hơn con này đấy. Sợ hai bên này nó. Rồi. Chạy hơi yếu rồi. Đổi ra cho anh Cường chạy đi. Đâu nhỉ? Chó à? Rồi đúng vào vườn. Chó không chơi được. À, cái con mất dạy kia dám đái vào diều. Dám đái vào diều. Giả câu luôn là diều. Hư thật tí. Chó mà. Diều này là của nó đấy. Còn mất dậy thật. Ra đái bố là diều luôn. Chó mà. Con poodle vàng của anh Cường đúng không? Về giặt diều nhá. Liệu có lặng quá không anh? Hay là lên trên mái luôn đi. Vướng ạ. Chỗ này non quá. Nhìn con này dái to thật. Nếu mà so với cả cái form diều thì dái của con này hơi bị to. To hơn bọn khác. Như này nó to này thì chắc có khi nó ổn hơn đúng không? Chưa? Cứng ừ.
không sợ. Cái này đầu này thì ấy, chuông này thì lên kêu thì kêu to. Ở đây thì các bác chơi ở đây toàn chơi diều liền thôi các bạn ạ, không lắp ghép. Tại vì ở đây là nhà mình ở đây rồi nên là cũng không mang đi đâu cả, nên là cũng không phải. Ok nhá, giờ sẽ thả là tiếp lần hai nha các bạn nhá. Chưa được đâu. Cho hẳn xuống dưới kia một tí để có đường chạy bơi. Đấy được rồi, được tầm đấy được rồi bác ạ. Rồi. Cánh vít rồi luôn, gió mày cứ hơi bị to luôn. Được rồi đấy. Ôi dồi, nếu có móc vào cái nhà kia không? Không được rồi. Đường chạy ngắn rồi. Bắt chưa anh ơi? Không được rồi, không được rồi. Chỉnh lại leo tí là đẹp. Chạy như thế là ok rồi đấy. Gãy à? Con thấy vẹo bên. Biến dạng luôn. Đúng gãy gì? Khéo hẳn tới đấy luôn. Thế à? Ở đây 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 đây, gãy rồi. Thôi, gãy mất, gãy cánh lúc hạ vào trong ấy kia rồi. Bây giờ lại thay lại lan khác hả bác? Hay là gia cố lại? Trong sân cái kìa. Nó đổ trong sân nó kẹp vào cái xe đạp nhưng mà tưởng nó chưa gãy rồi. Rồi. Gãy bố mà cái bảo sao nó nhìn đúng vậy, nó nhìn đúng đấy, nó bị ấy, bác cong hẳn xuống này, nhìn thì nhìn nó mới rõ này. Bác quay cả xuống này nhìn nó mới rõ này. Đây các bạn nhìn này. Đúng rồi, đây. Đây nhìn này, gãy này, gãy gục lại một bên này. Đây. Đấy, gãy. Nó chưa rời ra thôi nhưng mà nó gãy. Yếu lan luôn. Cái này thì bay gì? Đấy bây giờ bác sẽ xử lý bộ khung khác thôi anh em ạ. Hôm nay là hai con là nó sẽ khó lên hơn là cái con trên trời kia. Con trên trời cái lắp ghép mà 3m6 thì mà nó lên dễ hơn hai con này. Đấy. Ok nha anh em nhá. Bây giờ thôi mang về thôi để xử lý lại con gì rồi thôi. Hẹn gặp lại anh em trong cái video sau thôi. Hôm nay qua đây nhưng mà chưa có dịp mà để thả lại cho con này nên ra xem cho anh em xem. Gãy bố mấy cái cánh. Hơi đen. Về lại phải mất công xử lý lại. Thôi nha. Chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau nhé. Nhớ đấy ạ, à, mình xin một đăng ký kênh đấy à, để đợt này là mình sẽ cố gắng ra nhiều video hay hơn cho anh em xem. Đợt vừa rồi là nó hơi bận một chút công việc nên là video ra không đều lắm, anh em thông cảm. Ok, hẹn gặp lại, bye bye.